Có to không ạ? To. To. Nó to. Các chị nhìn thấy cái gì to như thế bao giờ chưa? Chưa. Chưa à? Đây là lần đầu tiên nhìn thấy một nhân vật to như thế rồi. Thế chị thích cái to thích cái nhỏ ạ? Là thích to rồi em ạ. À, thích to. Còn chị sao? Vừa to vừa dài là tốt nhất. Nhưng mà chị có muốn thử sờ vào không? Có. Có đúng không? Lan nữa sờ nhá. Có sờ. Tất nhiên rồi. Hãy được sờ mới về. Mới về. Không sờ. Không, không chưa được sờ là chưa được về. Nhưng mà sờ thôi nhá. Lan nó như nào thì chỉ sờ thôi nhá. Hứa không làm gì hơn nhá. Ôm nè, ôm nè. Thế là năm nay. Bây giờ là 98 năm tuổi đời. Mẹ tôi thì năm đấy thì cứ thấy mẹ tôi kể bà là. Một trong những lễ hội rất là đặc biệt của người đồng bào dân tộc Tày ở xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn của tỉnh Lạng Sơn. Đây là hội Ná Nhèm. Vậy thì Ná Nhèm là gì? Và cái hội này có gì đặc biệt so với những cái lễ hội khác ở Việt Nam của chúng ta? Thì mời các bạn cùng theo Hùng đến với đình làng Mỏ để tìm hiểu nhé. Ngay từ rất sớm thì đã có rất là nhiều những du khách ở phương xa đến với đình làng Mỏ. Và ở xung quanh đây thì Hùng thấy cũng là rất là nhiều người dân đang chuẩn bị để tham gia cái hoạt động của cái lễ hội đây. Ở đây Hùng thấy là có một cái trại của thôn làng Mỏ. Đây thì thấy có rất là nhiều những cái anh trai với một cái bộ mặt rất là nhem nhuốc. Thì không biết là Ná Nhèm là gì, bây giờ Hùng sẽ thử hỏi anh trai này nhá. Anh ơi, em chào anh. Em rất là thắc mắc về cái tên hội của mình ấy. Là hội Ná Nhèm, thế anh có biết Ná Nhèm là gì không ạ? Anh là một người mặt đen. Mặt đen à? Mặt nhọ. Thế đấy là tiếng của dân tộc gì anh? Dân tộc Tày. Dân tộc Tày, thế vậy anh là người gì ạ? Mình là người dân tộc Tày. Dân tộc Tày luôn. Vâng. Ở nhà anh gần đây luôn ạ. Vâng. À thế là cái hội này mình, cái hoạt động chính của mình sẽ là làm gì? Là rước Long Ngai Bài Vị với các vật phẩm để cúng kiến lên trên miếu. À, thế tại sao anh lại phải bôi cái mặt đen như thế này ạ? Để quân địch không nhận ra mình. À, mình phát hiện ra là các anh này mặc dù là bôi cái mặt nhọ nhem rất là đen nhưng mà hình như là các anh trai ở xã này đều rất là đẹp trai thì phải. Đây là những cái thanh kiếm mà anh đang chuẩn bị đúng không? Vâng. À, cái này là mình sẽ đóng trong vai là một người lính ạ. À, vâng, một người lính. Một kiếm. Đưa các vật phẩm với ông Long Ngai Bài Vị đi cúng tiến. À, thế mình sẽ là một người lính bảo vệ quê hương hay sao? Dạ vâng. À, vâng rồi, em cảm ơn anh nhé. Em có thể lên đây không ạ? À, đây Hùng thấy là trên này mọi người đang bôi những cái mặt rất là đen. Đấy. anh đang bôi vào cái gì đấy ạ? Đây là mực à? À, em tưởng nhọ phải dùng nồi chứ nhở? À, còn cái truyền thống ngày xưa của mình là bằng nhọ nồi luôn. Là bây giờ chúng ta sẽ có những cái lọ mực thế này nhỉ? Anh có hay tham gia cái hội này không? Em năm nào em tham gia anh ạ. Năm nào cũng tham gia. Năm 6 năm rồi. 2012 rồi. Thế cái này là mình tô giống nhau hay là mình có cần khéo tay tô cho nó làm sao cho nó nghệ thuật hơn chút không nhỉ? Miễn là kín mà đây. Là kín mặt là được. Đen nhất mặt là được. Mình thấy mới mắt là được. Thế là mình bôi thế này là để tạo thành cái hình tượng gì anh? Không, anh phải lấy cái khăn về lau. Lấy mũi anh. Đây là mình đang tạo hình tượng gì anh? Là dấu nịch anh ạ. Là che mặt để không để địch phát hiện. À, để địch không phát hiện ra mình khi mà mình ngụy trang đúng không? Và
rất là hay nhá. Đây anh này cũng mặt da đen rồi. Thế thì ôi em tưởng là anh này xong rồi, vẫn chưa xong à? Thế này là địch, thế này là địch vẫn còn nhận ra đúng không? Phải bôi đen kín hết mặt. Đấy. Các anh còn biết nói tiếng Tày không? Có mà. Có à? Ui, đặc sản đây, đặc Tày anh ơi. Thế các anh thử chào mọi người bằng một câu tiếng Tày được không? Chào Phi Nậu. Chào Phi Nậu. Chào anh em. Đây em biết đấy, em cũng người Tày đấy. Vâng. Đây, mọi người đang bôi đây. Thế là mình sẽ có bao nhiêu thanh niên là phải bôi cái mặt này hả anh? Mỗi đội có 12 người. Mỗi đội có 12 người. 6 cặp. Nhưng mà mình có bao nhiêu đội ạ? Có 2 đội anh ạ. 2 đội có nghĩa là 24 người. Nó số 24 này nó có tượng trưng cho một cái điều gì không? Có cặp đủ người, càng đông càng tốt, mà ít người thì ít người thì cũng chả phân biệt là cặp gì nào là cứ đủ người là được. À rồi, ok. Vâng, vâng, cảm ơn anh. Đây anh có cái bộ này là mới chất lượng này. Đấy. Cái bộ này là được vẽ là nghệ thuật hơn mấy anh em này nhiều đấy. Đây, đây vẽ hẳn bộ râu rất là hay, rất là hấp dẫn. Đấy, rất là đặc biệt nhá. Nhưng mà anh còn có cái mũ nữa nên là nhìn nó cũng lạ hơn, vui hơn. Có cái thằng xính như này nữa. Ngay phía trước Hùng đây chính là cái khu vực của đình làng Mỏ. Như các bạn cùng Hùng quan sát nhé. Hùng thấy là đây là một cái ngôi đình mang cái nét truyền thống, mang cái nét cổ kính rất là lâu đời. Đây là cái một cái ngôi đình mà Hùng thấy là cái vách của nó thì làm bằng một cái chất liệu gì đấy rất là xưa rồi. Và phía mái nhà đây, Hùng sẽ đi lên trên này. Cái mái của cái đình này thì là làm bằng ngói âm dương, hoàn toàn là bằng ngói âm dương. Và những cái lớp rong rêu cũng như là cái màu thời gian của cái mái ngói này là chỉ cần nhìn thôi là chúng ta có thể thấy là cái niên đại của nó cũng rất là lâu rồi. Ở phía bên trên mái đình là có hai con rồng. Đây có một con, bên này một con rồng. Bây giờ Hùng sẽ thử đi qua theo đường này, đi vào trong cái phần cửa đình. Đây là một trong những ngôi đình rất là cổ. Theo Hùng thấy là với cái nét truyền thống thì không phải nơi nào cũng còn có những cái ngôi đình như thế này. Đây chính là phía trước của cửa của ngôi đình. Bây giờ Hùng sẽ thử tiến vào trong, thử xem là bên trong cái khuôn viên của cái đình này nó sẽ có những cái gì. Và có rộng không các bạn nhé. Đây các bạn ơi, đây là một cái mái đình rất là cổ với mái ngói này. Và đây dưới này chính là những cái thanh gỗ, xà gỗ từ rất là lâu đời rồi. Còn cái phần này là được chạm trổ những cái hoa văn. Đây chính là cái phần thờ cúng. Ở đây thì cũng có là một số các thầy như cũng đang làm lễ sao đây. Ở bên này thì Hùng thấy là có rất là đông người, thì không biết mọi người đang tụ tập bên kia có cái điều gì đặc biệt ở bên này không. Mình sẽ thử đi sang bên này nhé các bạn nhé. Rất là đông người bên này thì không biết mọi người đang làm gì bên này. Ồ, ở đây thấy các chị em đang tranh nhau tập trung ở đây làm gì đó. Bây giờ Hùng sẽ thử đi sang đây nhá. Ồ, đây có một chị gái rất là xinh này. Chị đang vừa chụp với cái gì đấy. Ôi, ôi. Tàng thinh này là của thiên nhiên. Thiên nhiên, còn tàng thinh này là của con người. Cái này là cái lường đấy. Tuyệt vời. Cái này là tàng thinh là phải được. Tàng thinh là phải được ôm của cái này chứ. Đúng rồi, đúng tuyệt vời. Cái này là đúng là tuyệt vời luôn.
Thì như các bạn có thể thấy là cái ngôi đình này rất là lâu đời, tuy nhiên là không biết là nó bao nhiêu tuổi rồi. Bây giờ Hùng sẽ thử tìm một vài người dân địa phương đây thì hỏi thử xem là ngôi đình này hiện tại là đã được bao nhiêu năm tuổi các bạn nhá. Ở đây thì Hùng thấy là có rất là nhiều du khách nhưng mà người dân địa phương thì cũng không biết là ai. Mình phải tìm một cái người lớn tuổi. À đây, Hùng có thấy là ở đây có các bà này. Đây, Hùng sẽ lên đây hỏi bà xem. Bà ơi, cháu chào bà nhá. Chào cô nhá. Bà ơi, bà có biết là cái ngôi đình này là được bao nhiêu năm rồi không? Cứ biết là 26 là thành lập. Thế đến 26. Năm 1926. 26 25. Thế là năm nay là 100. Bây giờ là 98 năm tuổi đời. Mẹ tôi thì năm đấy thì cứ thấy mẹ tôi kể bà là dựng cái đình này là năm 26 là đẻ bà mẹ tôi. Bây giờ là 2 năm nữa là 100 năm, là 100 tuổi. Là 100 năm. À, 26 là... năm 1926. 1926. Đến 2 năm nữa là đến 26 nữa là 100. Thế là bà có hay ra cái đình này chơi không? Có chứ. Cái đình này, tên là đình gì ạ? Đình Làng Mỏ. Đình Làng Mỏ, vâng ạ. Nó được xây dựng bằng cái kiến trúc đây là của người dân tộc Tây. Dân tộc Tây làm gỗ nghiến. Gỗ nghiến ạ. Vâng. Ngày xưa thì các cụ góp tiền vào làm bằng tay. Cái đình này đã tu sửa lần nào chưa ạ? Tu sửa cũng tu sửa cái năm 12 là thành lập hội thì tu sửa vào tu sửa một lần. Vâng. Còn nguyên bản là vẫn như thế. Vẫn thế. Vâng, vâng. Chào, cảm ơn bà nhiều nhé. Hùng thấy là cái hội này cũng thu hút rất là nhiều những cái vị khách từ nước ngoài đến đây. Có vẻ mọi người cũng rất là hào hứng, rất là thích thú. Bác này thì rất là cao luôn. Đây bên này còn có mấy cô cũng là người nước ngoài cũng đến cái hội này. Giờ em bé đi hội vui thế nhỉ? Khoan này, sao bé đi hội thích không con? Đi vào hội có vẻ rất là thích luôn nhỉ? Đấy, con yêu luôn. Con từ Hà Nội con đi lên đây xem hội đấy. Có vẻ rất là thích nhỉ? Bé rất là thích luôn. Chắc là lần đầu tiên đi hội hội nhỉ? Lần đầu tiên đi hội rồi. Ông con đường chuồn đâu? Kiểu nó bay đằng kia kìa. Nghe không? Chưa? Chim chưa? Nghe chưa? Các chị vào xem cái ấy chưa ạ? Xem rồi. Thế chị thấy nó thế nào? Đẹp không? Có to không ạ? To. To. Có to. Các chị nhìn thấy cái gì to như thế bao giờ chưa? Chưa. Chưa ạ? Đây là lần đầu tiên nhìn thấy một nhân vật to như thế ạ? Thế chị thích cái to thích cái nhỏ ạ? Là thích to rồi em ạ. À, thích to. Các chị sao? Vừa to vừa dài là tốt nhất. À, vừa to vừa dài. Đây lại còn hồng và trắng nữa cơ. Tí chị ra kia không? Có ra kia, lúc nãy chị sờ tận tay chưa? Chưa. Đi ra ngoài kia sờ cho nó sáng vậy, trong này tối lắm, nhìn không rõ. Đi được sờ phát mới về. Dạ. Đi chưa được sờ chưa về. Trong kia được sờ mà. Đấy, mọi người sờ đời. Vâng. Ít thôi. Em không biết là... Thế chị, các chị có biết là sờ và có tác dụng gì không? Sờ mà. Vâng. Vâng, chị biết không? Chị biết không? Chị biết không? Cái này là chị nào muốn cầu mong có trai có gái thì đồng đều thì sờ nhiều vào. Đấy. Nhưng mà cái đấy là cái cầu thôi, nhưng mà bây giờ mình sờ vào có vị cảm xúc gì không? Đường nào có chứ, tất nhiên là có em ạ. Ví dụ xem nào, chị sẽ có cảm xúc gì nếu mà chị sờ vào? Bây giờ chưa sờ. Không có ai đi tư vấn cái của con gái nhờ. Đây đang hỏi các chị về cái của con trai, lát nữa em sẽ hỏi các anh về cái của con gái. Của con trai thì dĩ nhiên thì phải có cái gì rồi phải không? Thì của con gái thì ví dụ đàn ông sờ. Nhưng mà chị có muốn thử sờ vào không? Có. Có đúng không? Ừ. Lan nữa sờ nhá. Có sờ. Tất nhiên rồi. Phải được sờ mới về. Mới về. Không sờ. Không, chưa được sờ là chưa được về. Nhưng mà sờ thôi nhá. Lan nó như nào thì chỉ sờ thôi nhá. Hứa không làm gì hơn nhá. Ôm nữa, ôm nữa. Thế ôm được. Ôm nữa à? Ra thôi cơ. Bắt đầu ra đấy, đi ra xem luôn nhá. Chuyện gì đang xảy ra ngoài giữa một cái ruộng thuốc lá thế này? Mọi người đang tập trung rất là đông. Với rất là nhiều các thiết bị như là điện thoại này. Đây điện thoại này, điện thoại. Các loại thiết bị ghi hình này. Trên kia là có rất là nhiều flycam. Ai cũng một hai cái thiết bị và để quay. Mọi người đang
đeo bám theo một cái gì đó đang đi phía trước. Thậm chí cả những bà mẹ đang bế con đây cũng ra để xem, không biết là xem cái gì nữa. Đây là anh công an đây đang đi để dẹp đường. Người từ già trẻ lớn bé đang thi nhau ra ngoài ruộng. Có chuyện gì đó đang xảy ra ở đây. Vật chính của chúng ta đang xuất hiện rồi hay sao ấy, đúng không anh nhỉ? Anh đúng rồi, đấy là nhân vật chính à? Đúng rồi, đi trước có phải nhân vật chính à, đằng sau là hai nhân vật chính đúng không, nhưng mà một cái đi trước một cái đi sau. Nhân vật đi trước mới là nhân vật chủ đạo, nhân vật đi trước chính là nhân vật nam, nhân vật đi sau là đại diện cho nữ. Trước là còn có một cái vị kiểu dạng như là tướng hay là thầy gì đấy là đang dọn đường dẹp bỏ quân thù hay sao ấy, có vẻ cái động tác là rất là giống này. Siêu to khổng lồ. Đây. Ồ, đại bác luôn. Rất là giống một cái khẩu đại bác nhá. Là to luôn, chùm trong một cái là một cái lớp vải mỏng và có cả một cái vải đỏ phía bên trên nữa, giống như là một cái cống phẩm vậy. Rất là to. À, các bạn ơi, ngay phía bên dưới là nó còn có cả cái hai cái khối tròn tròn đấy nhá. Rất là đầy đủ luôn. To thế. Ôi đây này chị gái này, đây này cũng rất là thích xem này đấy. Rất là tuyệt vời luôn. Chị cảm nhận về cái hội này thế nào? Lần đầu tiên chị đi hội này. À. Chị thấy cái hồi hộp, nhưng chị mà xem chị rất là thích. Chị thấy cái hình kia, tạo hình kia thế nào? Hình kia rất là đẹp và quá khổng lồ. Lễ hội Ná Nhèm là một nghi thức, nghi lễ thờ cúng thành hoàng làng gắn liền với sự tích văn hóa, tín ngưỡng của địa phương được người xưa truyền lại với mong muốn hướng đến một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt. Lễ hội có nguồn gốc từ nền văn minh nông nghiệp lúa nước, cho nên việc gia tăng nguồn lực con người trong mỗi gia đình được xem là nhiệm vụ trọng yếu. Do đó, hai loại hình sinh thực khí nam,
tàng thinh và sinh thực khí nữ. Mặt nguyệt là hai biểu tượng xuất hiện chính trong lễ hội này như là nguồn gốc của sự sinh sôi nảy nở con người. Tại lễ hội có rất nhiều tiết mục, tế lễ mang tính chất văn hóa truyền thống của người dân địa phương được lưu truyền lại. Năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận lễ hội Ná Nhèm là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.